Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 2 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 năm 2014. Khởi công dự án nạo vét thông luồng tuyến sông Son. Công ty Điện lực Quảng Bình tăng cường xử lý hành vi vi phạm về sử dụng điện. Hôm nay ngày 2 tháng 10, ông Hà Hồng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và bà Lê Khánh Nhung, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh để báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội của cả nước trong 9 tháng đầu năm 2014 và nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Kiến nghị với đại biểu Quốc hội trước kỳ họp, cử tri huyện Lệ Thủy đề xuất nhà nước, chính phủ tiếp tục hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nông thôn và nông dân, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nông thôn, tăng cường cán bộ cho chính quyền cấp cơ sở, quản lý xử lý nghiêm các trang báo mạng đưa tin thiếu trung thực, giải quyết tận gốc nạn buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nhà nước cần có chế độ trợ cấp về bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ làm việc ở cả hợp tác xã trước đây, ra soát đối tượng chính sách đối với người có công với cách mạng, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ nhân dân trên địa bàn, giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình mở rộng nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn. Cử tri huyện Quảng Ninh đề nghị cần đẩy mạnh công tác giao đất giao rừng cho nhân dân trên địa bàn có rừng, sớm điều chỉnh bố trí lại ruộng đất ở nông thôn sát với thực tế lao động địa phương, giải quyết kịp thời cả vấn đề tranh chấp khiếu nại về đất đai, sớm bố trí cán bộ sau khi đã được tỉnh cử đi học các trường chuyên nghiệp theo diện cử tuyển ở các xã miền núi trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Chế độ chính sách đối với cán bộ thôn bản và chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và người có công với cách mạng. Tại các buổi tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Hà Hùng Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trả lời một số ý kiến mà cử tri quan tâm. Sáng nay ngày 2 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và thực hiện các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch những tháng còn lại của năm 2014. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2014 tiếp tục ổn định, sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng khá, diện tích gieo trồng vụ hè thu toàn tỉnh thực hiện được trên 31.000 ha, trong đó diện tích lúa trên 24.000 ha, năng suất đạt trên 40 tạ trên 1 ha, tăng 14% so với năm trước. Đặc biệt, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 450 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất hoa màu tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tình hình chăn nuôi ở cả địa phương tương đối ổn định, dịch bệnh trên gia súc gia cầm được khống chế hiệu quả. Đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa như mô hình gà ri thả vườn, bò Brahman trắng nhằm nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Sản xuất lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, diện tích rừng trồng, rừng được chăm sóc tăng cao. Tỉnh Quảng Bình đã tích cực chỉ đạo chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cao su nhằm khôi phục và phát triển những diện tích cao su bị gãy đổ do thiên tai. Phát triển thủy sản vẫn tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm đạt gần 42.000 tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ, đạt trên 91% so với kế hoạch. Sản lượng nước trong đạt trên 8.700 tấn, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Hiện nay cả cấp các ngành và địa phương đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đối với 11 xã đăng ký đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm 2014 này đang quyết tâm phấn đấu về đích theo kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 6.300 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Trong đó một số ngành công nghiệp tăng trưởng khá đó là công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí đốt. 9 tháng đầu năm, hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh. Lượng khách du lịch đến Quảng Bình trong 9 tháng đạt gần 2,6 triệu lượt khách, tăng gần 131% so với cùng kỳ. Doanh thu từ nhà hàng khách sạn du lịch 9 tháng đạt gần 1.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các lĩnh vực tài nguyên môi trường, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, tài chính tín dụng, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao và thông tin truyền thông, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động, thương binh và xã hội, công tác nội chính, thanh tra, tư pháp cũng đã được thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục tiêu đề ra.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tỉnh Quảng Bình đã đạt được trên tất cả mọi lĩnh vực. Về những nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng chí lưu ý. Thứ nhất là tôi đề nghị các sở ban ngành, rồi là các địa phương tập trung ra soát lại các mục tiêu nhiệm vụ mà chúng ta đề ra từ đầu năm đến giờ. Thì xem thử chỉ tiêu nào mà nó khó khăn chưa đạt thì mình tập trung nguồn lực để mà chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo cuối năm 2024 chúng ta đạt và vượt các chỉ tiêu. Thì trong đó tập trung là các chỉ tiêu cơ bản chủ yếu của kể cả là chỉ tiêu về kinh tế và khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và cả lĩnh vực văn hóa xã hội. Rồi là tập trung để mà chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và thì lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Vấn đề thứ hai, thì bây giờ trong quý 4 này thì báo cáo ông chỉ là bây giờ là đầu tháng 10 rồi. Tôi đề nghị là các sở ban ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp Phát triển thôn, rồi Ban Chỉ huy Phòng chống bão là chỉ đạo đảm bảo là mình chủ động hoàn toàn. Đã chống phong chống lụt bão nó đúng ra là mình phải là phong và đại tránh thôi, chứ không chống nó khó lắm. Thế bây giờ mình cũng thể chủ quan được. Theo phong trong là phong là chính, cũng như là cái phong trong bộ tại chỗ. Thứ ba là tích cực chủ động để mà chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ cho cái vụ đông xuân 2014-2015 sắp tới. Vấn đề này đề nghị Sở Nông nghiệp là có cái chỉ đạo cụ thể để các địa phương chủ động. Về lĩnh vực thủy sản thì tôi đề nghị là phải tập trung chỉ đạo để mà khai thác cái đánh bắt là vùng bờ biển xa. Thì hiện nay tỉnh mình làm tương đối tốt trong vấn đề là cái thực hiện là cái quy định 48 cũng như là quy định 67 của chính phủ. Đấy, 48 mình đứng hai đấy. Bây giờ số lượng tàu thuyền mình là gần sấp xỉ 4.000. Nhưng mình triển khai 48 rất tốt đấy, bởi vì triển khai 48 nó suy cho cùng là có lợi cho dân. Suy cho cùng là để mà phục vụ đánh bắt biển xa, rồi là bảo vệ cái quốc phòng an ninh nữa. Thế bây giờ cái vốn 48 thiếu thì đề nghị Sở Tài chính là chủ trì để mà xin Bộ Tài chính. Trong đó là tiếp tục hỗ trợ người dân để đồng bởi tàu công suất lớn. Thì tàu vỏ sắt á thì mình xung phong là mình tính là làm được. Bởi vì báo cáo chỉ trong lâu dài là tàu vỏ sắt á. Cái tàu lớn được mới đánh bắt được biển xa được. Mới có người hoài này hoài được, chứ thì tàu nhỏ được. Thì tôi đề nghị là về phía Sở Nông nghiệp tham mưu Ủy ban tỉnh để mà có cái chỉ đạo. Rồi là tiếp tục chỉ đạo cái chương trình nông thôn mới. Thế bây giờ ở Bộ Nông nghiệp Phát triển thôn là cái thông tư hướng dẫn cụ thể là chưa có. Thế nhưng mà cái đó cái cũng quan trọng, nhưng mà không quan trọng hơn là vì mình tập trung để chỉ đạo để mà làm cho được đạt 19 tiêu chí thôi. Đó là cái quan trọng nhất. Và đặc biệt là ngay bây giờ thì chuẩn bị cho để chỉ đạo cho cái 2015 là phải đóng 15 xã nữa. Thứ bốn là tập trung chỉ đạo để phát triển sản xuất công nghiệp và tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao nhất trong điều kiện khó khăn hiện nay. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài cũng nhấn mạnh, ngoài những mục tiêu cụ thể cần phấn đấu hoàn thành trong những tháng còn lại của năm 2014, cần chú trọng hơn nữa việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đôn đốc thực hiện các dự án đã được cấp phép, để mạnh xúc tiến đầu tư. Ngành công thương Quảng Bình quan tâm đến vấn đề giá cả thị trường, niêm yết công khai giá gắn với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các ngành liên quan, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp tham mưu chỉnh trang, nâng cấp đô thị thành phố Đồng Hới và Trung tâm Du lịch Phong Nha, góp phần quảng bá tốt hơn cho du lịch Quảng Bình. Sáng ngày 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp cơ bản tiếp tục thực hiện kế hoạch của quý 4 năm 2014. 9 tháng đầu năm 2014, kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã tiếp tục ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, như giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 744 tỷ đồng, đạt 79,3% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực thực hiện được hơn 27.800 tấn, đạt trên 100% kế hoạch. Khai thác thủy sản đạt hơn 9.000 tấn. Về công tác xây dựng nông thôn mới, đã chỉ đạo xã Quảng Hòa thực hiện hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới.
Các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm và có chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Trong quý 4 năm 2014, thị xã Ba Đồn khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, phấn đấu đạt giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2014 đạt 938 tỷ đồng. Chỉ đạo các xã tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công quốc lộ 1, triển khai các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thiệt hại xảy ra trong mùa mưa bão năm 2014. Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2014. 9 tháng đầu năm, kinh tế xã hội huyện Bố Trạch vẫn duy trì được đà phát triển. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt gần 50.000 tấn, đạt 108% kế hoạch. Tổng đàn gia súc đạt gần 800.000 con, tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 16.000 tấn, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng giá trị trên 470 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ doanh thu dịch vụ du lịch đạt gần 2.800 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt 117 tỷ đồng, đạt 95% dự toán huyện giao và 99% dự toán tỉnh giao. Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, hội nghị đã thảo luận các giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ đông và vụ đông xuân 2014-2015. Tăng cường kiểm tra tu bổ, nâng cấp hệ thống đê kè, đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là những vùng xung yếu. Chỉ đạo quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Hôm qua ngày 1 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo và Công đoàn Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức bàn giao nhà mái ấm Công đoàn cho gia đình anh Đinh Tiến Huyền ở thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Anh Đinh Tiến Huyền công tác tại trạm kiểm lâm Thượng Hóa, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, vừa không có thu nhập ổn định, con bị bệnh hiểm nghèo. Hàng tháng hầu hết mọi nguồn thu nhập đều tập trung để chữa bệnh cho con. Trong đợt thiên tai năm 2013 vừa qua, ngôi nhà của gia đình anh bị bão làm đổ sập hoàn toàn, song vẫn không có điều kiện để dừng lại. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Công đoàn Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trích kinh phí từ quỹ mái ấm Công đoàn hỗ trợ cho gia đình anh Đinh Tiến Huyền 24 triệu đồng. Từ sự hỗ trợ đó cùng với sự giúp đỡ vay mượn thêm của anh em bạn bè, gia đình anh đã dựng lại được ngôi nhà để có nơi ăn chốn ở ổn định. Tại lễ bàn giao, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đã tặng quà động viên gia đình từng bước cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác. Sáng nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình phối hợp với hạt kiểm lâm thành phố Đồng Hới tiến hành tuyên truyền ký cam kết không kinh doanh buôn bán giết mổ và trưng bày quảng cáo các mẫu vật, sản phẩm động vật rừng trái phép tại địa bàn thành phố Đồng Hới. Tại 13 cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Đồng Hới, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, hạt kiểm lâm Đồng Hới đã phổ biến về giá trị tầm quan trọng của các loài động vật trong tự nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật và những quy định về quản lý động vật rừng của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Bên cạnh việc kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, đoàn cũng đã kết hợp tuyên truyền phát tờ rơi, dán tranh cổ đồng và ký cam kết giữa hạt kiểm lâm thành phố Đồng Hới, chính quyền địa phương và chủ nhà hàng, quán ăn về nội dung không kinh doanh buôn bán giết mổ và trưng bày quảng cáo các mẫu vật, sản phẩm động vật rừng trái phép. Hợp tác với cán bộ kiểm lâm và cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong công tác quản lý động vật rừng. Hoạt động nằm trong kế hoạch tổ chức chiến dịch ngăn chặn và ký cam kết không kinh doanh buôn bán tiêu thụ bất hợp pháp động vật hoang dã và sản phẩm của chúng tại ba huyện thuộc vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và thành phố Đồng Hới. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.
Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn để thanh niên Quảng Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đồng Hới. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đảng quan tâm khác. Khởi công dự án nạo vét thông luồng tuyến sông Son. Công ty Điện lực Quảng Bình tăng cường xử lý hành vi vi phạm về sử dụng điện. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tràng An vừa tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét thông luồng đoạn ngã ba Văn Phúc thuộc xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn đến hang Tối và cửa đồng Phong Nha trên tuyến sông Son. Đây là dự án xã hội hóa không dùng vốn ngân sách nhà nước, thực hiện theo phương thức doanh nghiệp nạo vét thông luồng tuyến sông, tận thu sản phẩm cát sạn để bán bù chi phí. Quy mô của dự án có chiều dài 36 km, chạy từ ngã ba Văn Phú thuộc xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn lên đến hang Tối và cửa đồng Phong Nha, huyện Bố Trạch. Dự án đi qua hai xã của thị xã Ba Đồn và 6 xã của huyện Bố Trạch. Qua công tác khảo sát thiết kế cho thấy tuyến sông Son qua rất nhiều năm không được nạo vét, vì vậy nhiều đoạn bị ùn tắc nên chỉ có độ sâu từ 1 đến 1,2 mét. Một số bãi cạn độ sâu chỉ còn 0,4 mét. Vì thế thường gây ra ách tắc dòng chảy, gây lũ lụt cho thượng nguồn và các làng quê hai bên dòng sông. Mặt khác, gây nhiều khó khăn cho tàu thuyền đi lại, đặc biệt là thuyền chở khách tham quan du lịch quần thể Phong Nha. Với đặc điểm, dưới đáy sông có nhiều loài tạp chất như bùn, đất đá, đá ngầm, cây cối, gỗ và nhiều loài khác rất khó nạo vét. Riêng đoàn từ trung tâm du lịch Phong Nha đến đồng Phong Nha và hang Tối thi công vào ban đêm vì ban ngày dành cho thuyền chở khách du lịch hoạt động. Do vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tràng An đã xây dựng phương án thi công đảm bảo tốt nhất, an toàn nhất và bảo vệ môi trường trên toàn tuyến. Đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Chính vì vậy, trong thời gian qua, hợp tác xã dịch vụ điện của xã Tiền Hòa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động ứng phó với mọi tình huống nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện nay, xã Tiền Hòa có trên 2.000 hộ dân trong toàn xã có điện sử dụng. Hợp tác xã dịch vụ điện đang quản lý và vận hành 8 trạm biến áp với tổng dung lượng 1.150 kV/A. Xã Tiền Hòa đang nỗ lực để triển khai thực hiện dự án điện Zika giai đoạn 2. Khi dự án hoàn thành, 100% hộ dân sẽ có hộp đồng hồ điện mới. Đến thời điểm này, Hợp tác xã dịch vụ điện xã Tiền Hòa đã tổ chức tổng kiểm tra hệ thống lưới điện, xử lý nhanh các tồn tại có khả năng gây ảnh hưởng đến an toàn đường dây, trạm biến áp cũng như các vị trí có nguy cơ làm mất an toàn hành lang lưới điện. Đồng thời tập trung ở những nơi có nhiều dốc, ao hồ, sông suối, các tuyến đi qua địa hình có nguy cơ sạt lở, ngã đổ, sự cố cao trong mùa mưa bão. Bên cạnh đó, một số lưới điện hạ áp mới tiếp nhận chưa được đầu tư sửa chữa có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Đơn vị cũng đã tập trung xử lý để đảm bảo cấp điện an toàn cho người dân. Ủy ban nhân dân xã Tiền Hòa cũng tăng cường vận động người dân chặt tỉa cây lớn có ảnh hưởng đến hành lang tuyến nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực nói chung cũng như tình hình vi phạm sử dụng điện nói riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang có chiều hướng ngày càng gia tăng. Nạn câu móc, trộm cắp điện diễn ra khá phổ biến, tập trung chủ yếu ở khu vực lưới điện hạ áp nông thôn. Để ngăn ngừa tình trạng trên, thời gian qua, công ty Điện lực Quảng Bình phối hợp với các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp để phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm về sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đây là hiện trường của một vụ câu móc trực tiếp lưới điện trần tại xã Cử Nẫm, huyện Bố Trạch, vừa được công ty Điện lực Quảng Bình phối hợp với Điện lực huyện Bố Trạch và các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý. Đó chỉ là một trong rất nhiều trường hợp vi phạm về việc câu móc điện trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong năm 2013, công ty Điện lực Quảng Bình đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 150 vụ vi phạm sử dụng điện, trong đó có trên 130 vụ trộm cắp điện và gần 20 vụ vi phạm hợp đồng mua bán điện. Tuy nhiên, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2014, con số vi phạm điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã lên đến trên 270 vụ, tăng gần gấp đôi so với năm 2013,
và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, ngày có, kiểm tra đêm có, và đặc biệt trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã tổ chức được một cuộc kiểm tra tương đối lớn ở trên địa bàn của xã Hưng Trạch, Cư Nậm và Phú Đình, và cũng đã phát hiện được và xử lý khá nhiều cái vụ ăn cắp điện trong cái đêm mà triển khai kiểm tra sử dụng điện. Có thể thấy rằng hành vi câu móc điện trái phép đang được một số đối tượng thực hiện một cách rất tinh vi với những thủ đoạn chính như lựa chọn thời điểm trời chập tối nhằm qua mặt các lực lượng chức năng, câu móc trực tiếp trên lưới điện để sử dụng điện không qua công tơ và ngụy trang vào những cây cao, phá nêm chì, phá cầu áp công tơ điện, thay đổi sơ đồ đầu dây làm công tơ không hoạt động hoặc hoạt động sai để làm lời cho người sử dụng điện. Thực trạng này là rất đáng lo ngại, bởi vậy nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời có thể dẫn đến lây lan trên diện rộng, gây thất thoát lớn cho ngành điện và nguy cơ xảy ra tai nạn về điện là rất lớn. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh thì công ty lực Quảng Bình đang gặp phải một số cái khó khăn vướng mắc như sau. Thứ nhất là trong những năm qua, công ty lực Quảng Bình thực hiện tiếp nhận lưới điện hạ nông thôn với khối lượng rất là lớn, số lượng khách hàng thì tăng lên đột biến. Đa số hệ thống đường dây hạ nông thôn sau khi tiếp nhận vận hành đã lâu, chất lượng xuống cấp nghiêm trọng, chủ yếu là hệ thống đường dây trần đi trong vườn nhà dân, trong rừng cây không đảm bảo khoảng cách an toàn, cho nên cái việc kiểm soát các trường hợp câu móc điện rất là khó khăn. Vấn đề thứ hai nữa đó là đa số các địa phương vẫn chưa nhiệt tình, chưa quan tâm đến cái công tác này, cho nên cái số vụ được xử phạt vi phạm hành chính còn rất là ít, cho nên hiệu quả răn đe phòng ngừa đối với các trường hợp vi phạm sử dụng điện đang còn rất là thấp. Để giảm thiểu tình trạng vi phạm về sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, công ty Điện lực Quảng Bình đã triển khai những biện pháp cụ thể như phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng điện tại các khu vực trọng điểm thường xảy ra các tình trạng câu móc lưới điện, giao kế hoạch kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm sử dụng điện cho các điện lực trực thuộc, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các vụ vi phạm về sử dụng điện, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên đảm nhận công tác kiểm tra sử dụng điện để có thể đáp ứng tốt với nhu cầu công việc, đồng thời tiến hành tuyên truyền phổ biến đến khách hàng về luật điện lực, các văn bản pháp luật có liên quan nhằm nâng cao nhận thức của khách hàng về sử dụng điện. Bản thân tôi, gia đình tôi sau đây có thể tôi về là giáo dục tuyên truyền để cho người dân, mọi người ý thức, người dân ý thức là phải tuyên truyền và giáo dục là không để lãng phí điện, mà không để mà tình trạng xảy ra để mà là mất thoát điện và là câu điện trộm. Công ty Điện lực Quảng Bình hiện đang quản lý trên 4.400 km đường dây điện. Với lượng quản lý trên đường dây lớn, lượng khách hàng đông, vì thế nên hiện nay công ty Điện lực Quảng Bình đang triển khai những phương án cụ thể để vừa làm tốt công tác sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn trên hành lang lưới điện. Trước cái tình trạng này thì lãnh đạo công ty cũng đã chỉ đạo giáo diết các đơn vị tăng cường hơn nữa cái tần suất kiểm tra tại các khu vực. Đồng thời xin ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ra cái chỉ thị 1061 ngày 27 tháng 8 năm 2014 để chỉ đạo các địa phương cũng như là các cơ quan chức năng ở trên địa bàn là phối hợp với ngành điện để tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện. Đồng thời là khi có các cái trường hợp này xảy ra thì phối hợp với ngành điện và xử phạt theo đúng thì tinh thần của chỉ thị của chính phủ về các điều xử phạt vi phạm sử dụng điện trong lĩnh vực hoạt động điện lực. Với sự vào cuộc quyết liệt của công ty Điện lực Quảng Bình trong việc đảm bảo an toàn trên hành lang lưới điện, tin tưởng rằng tình trạng vi phạm về sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 2 ngày 3 tháng 10. Khu vực miền núi mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 10, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.